Sáng nay, Ban chỉ đạo đề án Trung ương sống có chương trình làm việc về khảo sát về thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại đảng bộ quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cùng chủ trì hội nghị có ủy viên Trung ương đảng, phó trưởng ban tổ chức Trung ương, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề án Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trần Lưu Quang và Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Lương Quyển Minh Triết. Qua thời gian thực hiện nghị quyết, nhận thức và hành động của hệ thống chính trị quận Sơn Trà của toàn thể cán bộ đảng viên đã có hết sự đổi mới mạnh mẽ, vì đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đã giúp tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò tính chủ động sáng tạo của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của quận trong việc thực hiện chính trị những năm qua. Các cấp ủy chính quyền, cơ quan mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội quan tâm nhiều hơn đến công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng hơn đến việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ ở cơ sở từng bước thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp đảm bảo yêu cầu đề ra hệ thống chính trị từ phường đến các tổ chức dưới phường được củng cố kiện toàn vững mạnh năng lực lãnh đạo của các ủy đảng hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền chất lượng hoạt động của mặt trận các đoàn thể có nhiều độ mới và năng lên rõ rệt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương